Căng thẳng trong cuộc sống là nguyên nhân chính gây ra cho hơn 1/3 phụ nữ bị lãnh cảm. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Red Maca, dược thảo quý hiếm chỉ có tại vùng núi Andes của Peru. Red Maca đã được người Nam Mỹ sử dụng trong y học hơn 2.000 năm qua. Red Maca có tác dụng giúp tạo sự cân bằng các hormone quan trọng ở nữ giới, giúp giảm stress, tăng cường sinh lực và hệ miễn nhiễm, duy trì sắc đẹp và điều hòa khí huyết, giúp làm giảm các triệu chứng của giai đoạn tiền mãn kinh như bực bội, cáu gắt, trầm cảm, mất ngủ, đổ mồ hôi đêm và ổn định huyết áp. Red Maca giúp quý bà tìm lại cảm giác yêu đương như tuổi thanh xuân. Sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn Fubina nhập khẩu và phân phối độc quyền trên toàn cõi Việt Nam.